biểu tình chống cưỡng hiếp ở Kenya tin từ Nairobi. Hàng trăm người Kenya đã tuần hành trên đường phố thủ đô Kenya đòi công lý cho cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và những tên hiếp dâm chỉ bị tòa phạt phải đi cắt cỏ. Người biểu tình vẫy biểu ngữ, hô to các khẩu hiệu bày tỏ sự tức giận. Một người biểu tình nói rằng Kenya không có công lý đã bị đồng tiền che lấp. Những tên hiếp dâm được trả tự do trong ngày hôm qua, hôm nay sẽ có người bị hãm hiếp. Người biểu tình tuần hành tới trụ sở chỉ huy trưởng cảnh sát, vẫy quần lót đòi lập tức bắt và truy tố những tên hiếp dâm trong nước. Cô gái đã đi đám tang ông nội, trên đường trở về thì bị 6 tên chặn lại hãm hiếp. Hiện giờ thì cô gái bị gãy xương phải ngồi xe lăn. Theo Liên Hiệp Quốc thì 1/3 con gái Kenya bị tấn công tình dục trước khi được 18 tuổi.